Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bái anh em. Rồi em còn được 5 cặn, 5 cây cặn 2 khúc nha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em mình mua 2 cây trở lên ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Còn nhãn hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em nha. Đó, em không bao phí ship nha anh em. Rồi tiếp tục nha. Rồi lên cây cặn này, cặn số 12 đi, ngay cho bằng ha, Fuji nè, cái này bằng đồng luôn anh em. Cần này bán anh em, cần này ha, cần này bán anh em 200 đi ha, cần 12 200, đây cần 13, cây này bán anh em 300 nha, cây này nặng chịu chịu đi đó, nó nổi nhẹ cái thiếu cái phèn. Cái phen không thành vấn đề ha, này mình về mình gắn cái phen cho thôi. Rồi càng số 13 300. Rồi số 14, cái này đẹp nè, cái này thì nó nguyên bản là gì, nó không có nút bít chứ không phải là nó thiếu nha, rất là nặng nha, đó là đọt bự lắm anh em. Số 14 ha, à, số 14 300 ha, đọt bự nha, đó, đọt cũng khá là bự ha, 14 300. Rồi 15 cây cần này 200k nha, 2m1 nhân cho 2 VCS nè, cái này thì Trung Quốc xuất nha. Đó, Trung Quốc xuất đây, đọt cũng khá là bự nha. Rồi 15 200 16, cái này cũng 200 luôn nha anh em, câu máy hết nha, 216 200. Rồi còn được 5 cây, anh em mình mua thì giá ưu tiên luôn. À, anh em hết mua hết 5 cây này để cho anh em 5 cây này để anh em 1.1 triệu rồi ha. À, anh em mua hết 5 cây 1.1 triệu, còn mua lẻ thì giá khác nha. Giá như trên clip ha. Rồi, được 5 cây anh em.